Về một lô mã máy bắn vít chương trình ngon mà phải nói là giá siêu rẻ luôn các bác ơi. Trời ơi, mã máy bắn vít của Bosun một bộ cũng chỉ có vài trăm ngàn thôi mọi người nhá. Đặc biệt luôn là nếu không muốn mua theo bộ thì các bác nghe mua thân máy cộng khối pin bất kỳ của Bosun thì các bác sẽ được tặng ngay một sạc bàn chỉ giá cả trăm ngàn luôn mọi người nhá. Ngày hôm nay về hàng rất là nhiều luôn mà giá thì siêu rẻ để phụ khách hàng nhà em. Chương trình rất là tốt mọi người ạ. Đây nha các bác ơi, các bác có thể thấy đây giúp em. Đây, trước mắt mọi người thì sẽ là một con thân máy chuyên vít của Bosun. Con này mã máy của nó là BSSD230N, 230 N mọi người nha, nhỏ gọn mà siêu khỏe luôn. Các bác làm trên cao, làm trên má này, chân vách thay cao thủ nhựa. Mọi người chuyên đi bắn vít bắn tôn, làm nhôm kính, làm nghề mộc, tham khảo mã sản phẩm này luôn cho em nhá. Đặc biệt luôn ngày hôm nay em có cả thân máy và em có cả nguyên một bộ sản phẩm. Thì mọi người mua thân máy hay mua cả bộ đều rất là rẻ và chương trình khá là tốt mọi người ạ. Thì nếu ở nhà mà các bác có những khối pin chân phổ thông này, chân pin M21, chân pin Makita thế này, tham khảo luôn cho em một con thân máy chuyên vít. Trời ơi đây nha. Đầu tiên cảm quan bên ngoài, nó màu gọi là cái màu chủ đạo của Bosun, khá là sạch sẽ. Thứ hai cho em này, 12 bóng LED siêu sáng xung quanh cái đầu chuyên vít chuyên tôn này luôn. Con này nha, đợt này gọi là nâng cấp lên hẳn 5 cấp chỉnh tốc luôn giúp em nhá. Các bác có thể điều chỉnh cấp trên còi này, tốc 1 này, đấy, 2 này, 3 này, 4 này và 5. Đó, 5 cấp chỉnh tốc cho em. Có thể điều chỉnh cốc trên cò và có thể điều chỉnh tốc độ phía dưới nguồn giúp em nhá. Ngoài ra con này còn nâng cấp thêm 3 tính năng thông minh. Đây, lên cho em này. Đó, đó là tự tăng tốc khi vào tải này. Thứ hai này, ngắt lực khi quá tải. Và thứ ba sẽ là auto tự động cho em. Đặc biệt luôn con này, đối với các khách hàng nhà em, các anh em nào mà dùng ngoài trời, mà các bác nhà em dùng buổi tối ấy, đó, tham khảo luôn cái chức năng mà đèn luôn luôn sáng trong vòng 3 đến 5 phút. Và để như vậy thì các bác có thể bấm này, bấm giữ cho em, đây, bấm giữ cho em nút này. Và sau đó là đèn nó nhấp nháy. Rồi ok nha, bấm giữ nha. Đèn nhấp nháy như này là đèn sẽ sáng liên tục trong vòng từ 3 đến 5 phút luôn cho em mọi người nha. Bosun 230 N. Rồi ngược lại nếu mà các anh em mà muốn tắt đèn đi thì lại bấm giữ giúp em mấy giây đến khi mà cái đèn của nó nhấp nháy như này là ok là luôn giúp em nhá. Trời ơi nhỏ gọn mà phải nói là siêu khỏe luôn các bác ạ. Các bác cứ có khối pin chân phổ thông, chân pin M21, chân pin Makita thì có thể quất ngay được luôn cho em một cái mã thân máy như này. Rồi, hàng chất lượng mà giá thì phải nói là quá rẻ, có vài trăm cành thôi. Đặc biệt ngày hôm nay thì nếu mọi người chưa có pin gì cả thì có thể lấy luôn cho em cả một bộ, quất luôn cho em cả một bộ như thế này luôn cho em nhá. Trời ơi, một bộ sẽ bao gồm một thân máy này. Rồi, 230 N, 2 khối pin, 2 khối pin 10 cell chân phổ thông Bosun cho em nhá. Có báo pin chân phổ thông này, khoảng cách 200 pin là 4 phân. Một sạc bàn, một hộp đựng như này luôn giúp em. Pin của nó thì sẽ là pin 10 cell và dung lượng 4A. Rồi, có cả sạc như này đầy đủ cho mọi người mà có vài trăm ngàn thôi các bác ạ. Thì để minh chứng cho lời em nói thì các bác sẽ cùng em đi test luôn là cái mã này, xem là nó có thực sự ngon như lời em quảng cáo và giới thiệu không nhá. Và sau đây các bác sẽ cùng em đi test chức năng bắn vít của con Bosun 230 N mọi người nhá. Thực sự là rất là nhỏ gọn nhưng bắn siêu khỏe luôn. Đây, bắn vít gỗ luôn cho em, còn là phải dài 79 phân. Em bắn vào gỗ luôn mọi người nhá. Đó, cực kỳ ngọt luôn các bác ạ. Và sau đây thì em sẽ bắn vít trên hộp nhôm luôn mọi người nhá. Đây, ok là luôn các bác ạ. Lực khi quá tải các anh nhá, dùng để bắn những cái vít mỏng. Đó, đến lực là nó sẽ gừng các bác nha. Đây, nhìn cùng em xem thử luôn các bác ơi. Đây là chức năng tự động tăng tốc khi vào tải các bác nhá. Okay.
Thực sự luôn các bác ơi, các bác thấy không? Trời ơi, vừa rồi đã cùng em đi test con Bosun 230 new. Thực sự với mọi người là quá ngon và quá là chất lượng luôn. Giá thì vô cùng rẻ. Ngày em lên chân máy Bosun 230 newton 500 ngàn này bạc phải ship. Và khi các bác mua hàng thì các bác sẽ được tặng thêm một đầu chuyển, một đầu bắn vít 5 phân và một đầu tôn hàng đều watt luôn mọi người nhá. Rồi, mua thân máy lại được tặng kèm cả đầu vít đầu tôn luôn. Ngoài ra này, chương trình cả bộ mới có, chương trình cả bộ mới đang có chương trình sale, thực sự là quá là rẻ luôn mọi người. Quá là rẻ luôn. Đây, combo một bộ con này luôn, riêng hai quả pin các nhà em mua tầm là 5-600 ngàn rồi. Đây, một bộ các bạn. Một thân máy, hai khối pin, một sạc, một hộp đựng. Giá sale để tới tay khách hàng, em phục vụ quý khách hàng luôn, đồng hành cùng Cú Bờm TV. Chỉ có 900 ngàn là em bao phí ship. Mọi người nhận hàng thì sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi trả nhá. Bắn vẫn tôn làm đơn kính làm nghề mộc, con này quá ngon và quá chất lượng. Mà hàng công ty nhá, motor Brulex không than, động cơ không trổi than, hàng Bosun dập nổi thì công ty họ sẽ bảo hành cho mình là 6 tháng trên toàn quốc các bác nhá. Một máy 2 bên, một sạc và có hộp đựng mà có 900 cảnh, bao phải ship. Ngoài ra nếu mọi người không muốn dùng pin như kiểu combo đi theo máy, không phải muốn dùng pin 10 xe 4A mà các bác muốn dùng sang pin khoảng 15 cell, 20 cell. Đây, để mà thời gian sử dụng được lâu hơn thì em cũng xin phép là làm chương trình cho mọi người nhá. Mua một thân máy này cộng với một khối pin bất kỳ của Bosun luôn nhá, cùng hãng của nó luôn. Thì em xin phép là tặng các anh em một cái sạc bàn. Một sạc bàn luôn. Đây, đầu tiên là nhìn cho em cái quả pin này, nhìn cho em một quả pin này luôn. Thực sự ra thì pin này là em bán từ trước tới nay em bán quá trời nhiều, khỏi lăn tăn luôn rồi. Giá quá là bèo bọt luôn. Thứ nhất là có báo pin rồi, thứ hai là chân phổ thông, chân pin M21, chân pin Makita luôn mọi người nhá, 15 cell. Con này mạch pin 4 MOSFET và em đã có video em ghi ép tại con này cho quý khách hàng nhà em xem luôn rồi. Quá ngon, quá chất lượng mà công ty còn bảo hành cho mình là 6 tháng trên toàn quốc luôn nha. 15 cell 300 ngàn. Rồi là 20 cell cho em 350 ngàn thôi các bác nha. Vừa chạy máy zin, máy Nhật, máy hãng mà vừa chạy được tất cả các mã máy chân phổ thông, có bào pin, chân pin M21 Makita. Mọi người có thể tham khảo cho em, muốn dung lượng lớn hơn ok là. Ví dụ các bác muốn mua một thân máy này, một thân máy cộng một khối pin, một sạc, ok là luôn. Combo như này là cũng được nha. Rồi, thân máy 500, pin 300 cho em 800 ngàn, có sạc luôn cho mọi người nhá. Hoặc là các bác muốn dùng với quả pin 20 cell này, một máy một pin cũng là ok nha. Muốn combo một máy một pin hay là combo với nguyên bộ trong máy của nó thì các bác cũng có thể tham khảo. Chương trình ngày hôm nay rất là tốt với con này vì nó mới về hàng mà. Khuyến gọi là khuyến mại phục vụ khách hàng luôn, ổng đồng hành ủng hộ Cú Bờm TV nhà em luôn nhá. Rồi, ngoài ra nếu mọi người mà ở nhà có máy móc đầy đủ rồi mà có nhu cầu mua pin thì cũng có thể tham khảo cho em. Một quả pin 15 cell Bosun này 300 ngàn. Một quả pin 20 cell Bosun 350 ngàn và giá thì em sẽ bao phí ship nha mọi người nhá. Nhà các bác đều được kiểm tra hàng trước khi toán đi ạ. Ngoài ra thì ngày hôm nay các bác ơi, đây, về phục vụ tất cả quý khách hàng nhà em, một mã máy siêu ốc mở bù lông. Một mã máy siêu ốc mở bù lông của Bosun, mã này em bán quá trời nhiều rồi. Em bán rất nhiều khỏi lăn tăn luôn. Con này sẽ phục vụ cho ai ạ? Phục vụ cho khách hàng nào mà muốn máy móc vừa có thể siết mở ốc này, vừa có thể bắn vít bắn tôn, mà motor Brulex không trổi than, nhỏ gọn vừa phải, mà giá lại còn rẻ thì quất luôn mã này luôn cho em nhé. Đầu tiên nhìn hộ em này, Bosun này. Logo Bosun sẽ là logo dập nổi. Hàng đầu rỗng này, vừa có thể siêu ốc, vừa có thể bắn vít bằng tôn. Và con này lực là 330 newton. Nên các bác dùng gia đình hay các bác mà dùng, gọi là dùng làm nghề mà dùng ít vừa phải thì có thể tham khảo con này. Đây, tốc số 1 cho em đó, và tốc số 2. Máy là có 2 cấp chỉnh tốc, các bác có thể tùy điều chỉnh trên nút nguồn giúp em nhé. Pin thì con này là pin chân phổ thông, nên là nhiều khi các bác có thể dùng pin này, các bác dùng với quạt, với đèn, dùng với các mã máy chuyên vít, máy khoan, đầu kẹp các kiểu luôn cho em nhá. Bosun 330 new, sale cho mọi người 550 ngàn thôi ạ. 550 ngàn em bao phí vận chuyển. Các bác nhận hàng thì sẽ đều được kiểm tra hàng cho em trước khi toàn nhá. Tiếp lên cho em các bác ơi, trời ơi, phải nói là một cái mã sản phẩm đang bán, đang làm chương trình giá cực kỳ tốt để phục vụ tất cả quý khách hàng nhà em. Nếu mọi người đang cần một con mã máy mài hàng công ty, cả bộ giá rẻ, quất luôn mã này luôn các bạn. Mài pin nói tiện dụng để mọi người làm trên cao, làm trên mái này. Khu vực không có dây điện, dòng điện thì các bác có thể chuyển mài pin thôi anh. Rồi,
nhìn hộ em luôn nhá. Tốc số 1 cho em, tốc số 2 và tốc số 3. Wow. Chỉnh tốc các anh em có thể tùy điều chỉnh trên nguồn cho em nhá. Một thân máy, hai khối pin 15 cell, chân pin phổ thông, chân pin M21 Magita, một sạc, một lượng và có đầy đủ phụ kiện như này. Và ngày hôm nay combo cả bộ này thì xin phép em kỷ niệm thêm cho khách hàng anh em là một viên đá cắt kim cương để làm gì ạ? Các anh em cắt gạch, cắt sắt, cắt tôn và cắt tấm nhựa PVC nhá. Trời ơi, chương trình cả bộ khuyến mãi rẻ quá. Bình thường mọi người mua hai quả pin này cũng đã cả 600 ngàn rồi. Đây combo cả máy, cả hai quả pin 15 cell, cả sạc, cả hộp đựng và có cả tặng kèm cái đá cắt kim cương này luôn nhá. 1 triệu thôi mọi người ơi. Rồi tiếp đây ạ. Anh em nào mà các bác nhà em mà sửa xe chuyên nghiệp này, rồi sửa máy cày, máy nổ, sửa công nông hoặc các bác nhà em sửa gọi là xe máy, mở tất cả các loại ốc cho em trên xe máy này. Wow, quá là ok luôn. Con này nhiều em này. Trời ơi. Chương trình phải nói là giá siêu tốt luôn mọi người ạ. Bo xuân nha, logo dập nổi. Với những mã máy mà có logo dập nổi này thì khẳng định mọi người là hàng công ty rồi. Các bác sẽ được bảo hành 6 tháng. Coi lực của nó lên đến là 850 new. Và chắc chắn rồi, nó sẽ là dòng đồ đặc nhá, để chuyên siết mở ốc. Phía đằng sau này, phía đằng sau đít của nó này là nắp, đó nắp đít của nó là bằng kim loại mọi người nhá. Ôi, con này thì tốc số 1 cho em đây. Và tốc số 2 này, hai cấp chỉnh tốc mọi người tùy điều chỉnh cho mình. Combo cho em một thân máy này, hai quả pin 15 cell, chân pin phổ thông cho em, một sạc bàn, một hộp đựng. Và giá sale ngày hôm nay cho mọi người chỉ có là 1.450.000. Và khi các bác mua hàng thì các bác còn sẽ được tặng kèm cho em, thứ nhất này, một đầu chuyển vít, thứ hai một đầu chuyển khoan đầu măng ranh 13 ly. Và thứ ba sẽ là nguyên bộ khẩu vận ốc này. Nguyên bộ khẩu vận ốc 10 món, 10 chi tiết khẩu này, khẩu từ 8 cho đến 24. Toàn bộ đều là khẩu thông dụng luôn mọi người nha. Riêng cái phần quà tặng đã lên đến cả 240 ngàn rồi. Và con này có 1.450.000 bao phí vận chuyển luôn. Còn nếu mọi người mà đã có pin, có sạc đầy đủ các thứ rồi mà muốn mua thêm máy này về để lắp với pin ở nhà mình hay là pin đóng thì có thể quất luôn cho em nhé. Thân bo xun 850 new thì cũng chỉ có 850 ngàn em bao phí vận chuyển thôi mọi người ơi. Thì ngày hôm nay thực sự luôn này, bo xun về hàng rất là nhiều mã sản phẩm và giá thì siêu tốt luôn các bác ạ. Thì các bác có nhu cầu mã nào có thể alo trực tiếp cho bên em qua tất cả các đầu số nhà em là 0929 này 826628 hoặc 0369 826628. Thì cửa hàng nhà em ở Lý Nhân Hà Nam, mọi người ở gần qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và mua hàng nhá. Em xin chào tất cả các bác ạ.